Rạng sáng nay, một vụ cháy xe nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô hiệu Camry, biển số thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ lớn khiến tài xế tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút rạng sáng nay, một số người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định bỗng giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Camry biển số 51H53521 đang bốc cháy dữ dội từ bên trong xe. Tài xế vẫn nằm bất động trên ghế lái. Ngay sau đó, người dân sử dụng các vòi nước sẵn có để dập lửa, đồng thời cậy cửa giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt. Vụ cháy được dập tắt sau gần 10 phút. Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn phần nội thất phía trong xe. Phía ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Nam tài xế tên Đặng Ngọc Phương, 50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong tại chỗ trên ghế lái. Theo một số người dân địa phương, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy nổ, người dân phát hiện chiếc xe được một nam tài xế điều khiển vừa đi chậm, cửa kính hai bên xe đều được hạ xuống. Khi vừa về tới cửa công ty bên đường Nguyễn Thị Định thì bất ngờ chiếc xe phát nổ ngay sau đó, bốc cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.